Rồi, xin chào mọi nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh Máu Tô Thị Trung. Hôm nay bên em vừa về một chiếc Kia Cerato nha anh em. Cerato đời 2009 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đấy. Cerato nha anh em, không phải là Forte nha. Đấy, đời 2009 nhập khẩu. Xe thì hiện tại rất là đẹp rồi. Xe em vừa tại về tại salon nha anh em. Xe rất là thành nhìn rất là cá tính đấy. Form dáng rất là đẹp nha. Form còn rất là khá là mới. Xe thì biển 74 quản trị, một chủ từ đầu nha anh em, một chủ sử dụng nha. Chưa qua chủ thứ hai. Đấy, xe thì hiện tại rất là đẹp, anh em mua về chỉ việc sử dụng đi ngay thôi. Xe thì còn rất là nguyên bản. Xe thì còn rất là nguyên bản. Sơn si bên ngoài thì còn rất là đẹp, anh em mua về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi. Gầm bệ thì chưa có một mọt nha, bởi vì đây là xe nhập nha anh em. Xe nhập nên là đồ rất là, còn rất là ok. Kia Cerato nha anh em, không phải là Forte nhá. Cerato là xe nhập. Xe thì hiện tại rất là đẹp, anh em mua về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ thứ gì thêm nữa hết. Ngoại thất, từ ngoại thất cho đến nội thất thì rất là đẹp rồi. Xe về anh em chỉ có việc đi thôi. Xe thì hôm nay em bán mức giá là 290 triệu nha anh em. Đấy, 290 triệu bao vận chuyển cho anh em toàn quốc. Khám đây. Khám đến tháng 5 năm 2021 nha anh em. Đấy, khám rất là dài. Xe về anh em chỉ có bị sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ một thứ gì thêm nữa nha. Nội thất thì là ghế da nguyên bản theo xe. Anh em mua về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ thứ gì thêm hết. Biển 74 quản trị, một chủ từ đầu. Đèn là đèn auto nha anh em, đèn auto, âm thanh loa đài đầy đủ hết, xe không có lỗi gì hết nha. Một chủ từ đầu sử dụng, chưa qua chủ thứ hai. Đấy, thức đây. Thức là ghế da nguyên bản theo xe. Đấy, vô lăng chủ nhân người ta đã bọc vô lăng rất đẹp rồi, anh em thấy không? Nội thất rất là tươi nha anh em, nội thất rất đẹp. Bốn tổng nữa, hạ kính ngồi rất đẹp nha. Đấy, ghế da nguyên bản theo xe, chị Niễn còn nguyên hết. Cửa này đóng em ru nè. Đấy, cửa đóng rất là êm. Đây là xu nè anh em, xu này người ta dán vô nó em cửa lại nè, chị Niễn vẫn còn nguyên. Khóa mốt nguyên bản theo xe. Khóa nguyên bản theo xe. Đấy. Khóa này, khóa mốt đây, nguyên bản hết nha anh em. Màn hình Âu, điều hòa auto. Đấy, xe đẹp hết á, anh em mua về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ thứ gì thêm nữa. Xe chạy 13,7 rồi nha anh em, đúng chính xác 13,7 nha, chưa hề tua lại nha anh em. Máy 1.6 phun xăng điện tử, rất là lợi xăng. Đấy, con này chạy thì tầm khoảng 7 đến 8 lít thôi. Kia của Hàn Quốc thì anh em biết rồi, rất là bền và rất là đẹp nha. Xe sản xuất thiết kế rất là đẹp. Vô lăng này còn rất là mới nè. Vô lăng còn đẹp, tích hợp trên vô lăng âm thanh loa đài đầy đủ hết. Em sẽ mở nhạc cho anh em xem. Em mở vô lăng volume lên. Đấy, volume bấm bằng rung rung mà. Gương kính chính điện, gương auto nè anh em, đấy, auto một chậm xuống nè, đấy, lên nè, đấy. Đầy đủ hết nha anh em, gương kính chính điện còn hoạt động tốt hết. Đấy. Nói chung là chức năng vẫn còn hoạt động 100% hết nha anh em, đấy, chưa có hiện tượng lỗi lầm gì hết. Đấy, bên đây cũng vậy, còn nguyên bản hết nha. Loa chép đầy đủ hết, chép bass rất là hay, âm thanh rất là hay nha anh em, âm thanh cực kỳ hay luôn. Bốn túi khí nha anh em, đấy. Bản Việt Nam chỉ có 2 túi thôi, còn bản là 4 túi lận. Bản này tới 4 túi khí lận nha anh em, đấy, túi khí, 4 túi khí lận. Còn là gương chống chói nè, gương chống chói, nỉ trần nỉ nguyên bản theo xe. Đấy. Con này là mở cửa nó sẽ sáng đèn nè anh em, đấy, đầy đủ hết nha. Đấy. Đấy, gương đây, đấy, chắn nắng có cả gương nè, trượt qua trượt lại, rất là ok nha anh em. Xe anh em về chứ có việc sử dụng đi ngay thôi, hộp để gương, đầy đủ hết.
bên này cũng vậy, chắn nắng. Đây, đây là hộp tì tay nha em, hộp tì tay, bể tì tay. Đây, này để cốc, để ly. Số má còn rất là nhạt, cụ số còn rất là đẹp nè, số má rất ngọt ngào anh em ha, số sàn 290 triệu thôi. Đấy, hôm nay có một cái cổng USB, một cái dây AUX và một cái cổng sạc 12V. Âm thanh vàng điều hòa, âm thanh loa đài nguyên bản theo xe. Và đây là giờ nha anh em, chính xác hết. Cốp để đồ đây. Đấy, cốp để đồ rất là rộng rãi. Phông dáng con này thì rất là đẹp. Vô lăng tích hợp túi khí, 4 túi khí nha anh em, 2 túi khí trên ghế nữa. Đấy. Máy móc nó rất là êm. Cốp là cốp điện bấm remote được nha anh em. Thấy ghế đây. Đấy, anh em nhìn nè. Đấy, tem zin theo xe còn nguyên 100%, sơn zin ở trong đây là, đây là sơn zin nha anh em, sơn zin 100% trong đây nha. Xe này là một chủ từ đầu, chưa qua chủ thứ hai, nên là anh em không có sợ xe dịch vụ hay là taxi gì hết. Bởi vì đây là xe một chủ từ đầu sử dụng từ năm 2009 đến giờ. Đấy, chưa có qua chủ thứ hai nha. Vẫn còn rất là nguyên bản theo xe. Đấy. Thấy như cái tem nè, cái chữ này mới lột ra này đấy. Đấy. Tem nguyên bản theo xe đó. Sơn zin còn rất là nhiều nha anh em, sơn zin còn tới 90% là. Đấy, một chủ từ đầu sử dụng chưa qua chủ thứ hai mà, nên là xe còn rất là chất, anh em mua về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi. Đấy, cửa đóng rất là êm nha anh em. Sẽ quay gầm cho anh em xem. Thấy gầm bệ đây. Gầm bệ nói chung là còn ok hết á. Chưa có hiện tượng đâm động hoặc là ngập nước nha. Xe không đâm động ngập nước, ví dụ như xe có hiện tượng đâm động ngập nước bên em sẽ thu lại xe và hoàn đủ số tiền cho anh em, nên là anh em yên tâm. Còn gầm bệ đây, dưới đây là còn nguyên hết nè. Bình chữa cháy rồi đầy đủ hết. Chưa có một ngọt nha anh em. Đấy, gầm bệ mới keng. Đấy. À, cốp đi em. Đấy, nỉ chân cốp vẫn còn nguyên nè, chỉ nỉ còn nguyên, chưa hiện tượng đông đụng hoặc là ngập nước. Xe ví dụ như xe có hiện tượng đông đụng ngập nước bên em sẽ thu lại xe và hoàn đủ số tiền nha anh em nhé, nên là anh em yên tâm. Còn giá em bán là 290 triệu nha. Anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại 0935146262. Thì sau ghế da nguyên bản có cốc, cả cốc để ly. Đấy. Đấy, giá này là quá hợp lý rồi cho một con Kia Cerato nhập nha anh em. Còn Forte thì anh em khỏi phải bàn rồi, Forte thì nó xe Việt Nam. Đấy, còn xe là nhập nguyên bản từ Hàn Quốc nha, nguyên chiếc từ Hàn Quốc. 4 túi khí anh em à. Túi khí trên ghế này. Đấy. Đấy, anh em thấy không? Đấy. Nội thất rất là đẹp, anh em mua về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi. Không phải làm bất cứ một thứ gì thêm hết á. Còn giá em gán là 290 triệu nha anh em. Anh em nào cần thì liên hệ ngay số điện thoại 0935146262. Đấy, Kia Cerato đời 2009 nhập khẩu nha. Đấy, một chủ từ đầu sử dụng chưa qua chủ thứ hai. Nhập nó đã ngon rồi nhưng mà xe này còn một chủ nữa. Đấy. Đèn đối với trước là đầy đủ hết á. Đèn auto cho anh em, khi mà anh em vào hầm hoặc là vào vùng tối tự động sáng đèn. Một xe là máy 1.6 nha anh em, nổ rất là êm. Sạch sẽ hết, chưa đâm đụng hay là ngập nước nha. Cột kèo vẫn còn nguyên hết nè. Những cái ốc đèn nè, anh em nhìn nè, còn nguyên ốc màu hết nè. Xe người ta giữ gìn rất là kỹ, xe chạy chỉ có 13 vạn thôi. Đấy. Anh em mua về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ một cái gì thêm nữa nha. Giá 295 triệu nha. 290 triệu chứ, giá 290 triệu nha. Anh em nào cần thì liên hệ ngay số điện thoại 0935146262. Xem xe tại khu 7 thị trấn Ái Nghĩa, huyện Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đấy, còn xe rất là đẹp rồi, xe nhập mà, anh em biết rồi. Đấy. Đèn là đèn auto nha anh em, auto đây, auto đây, có chữ auto đây, anh em thấy không? Mới chạy có 13 vạn, odo 13 vạn 7 nè. Xe nguyên bản, ghế da nguyên bản anh em, còn mới như thế này là anh em biết rồi. Da này da zin nha anh em, không phải là da bọc lại nha, zin 100%. 4 túi khí. Bản này bản nhập nha anh em. Đấy, Cerato. Anh em nào kết thì nhanh tay liên hệ số điện thoại 0935146262. Đấy, xem xe tại khu 7 thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đà Lộc, tỉnh Quảng Nam. Một chủ từ đầu, xe thì rút hồ sơ hoặc công chứng thì em sẽ chịu trách nhiệm hết, anh em yên tâm. Mọi vấn đề thủ tục về thì bên em, khi mà anh em bán, bên em sẽ có trách nhiệm hồ sơ cho anh em. Nên là anh em yên tâm nha, xe nào em bán cũng phải rút hồ sơ được, bên em mới bán thôi. Còn xe mà bán không rút hồ sơ được thì bên em sẽ không bán đâu. Bởi vì những xe đó giống như xe lậu rồi. Đấy, xe nào rút hồ sơ hoặc là thủ tục giấy tờ đầy đủ em mới bán thôi.
Đấy, quay sơ lại cho anh em xem. Đấy, đầy đủ hết á. Rồi, anh em nào kết thì nhanh tay liên hệ số điện thoại 0935 146 262. Kia Cerato nha anh em, đời 2009 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đấy, 4 túi khí nha, phanh ABS đầy đủ hết nha, 290 triệu bao vận chuyển. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cerato nha anh em.